Cảm ơn nhiều nha Di Đà Phật. Rồi hai vị cảm ơn nhiều ạ. Hồi hướng tất cả cho quan gia trái chủ đúng không? Đúng rồi. Để cho hóa giải tất cả quán thù xưa. Đúng rồi. Hai vị Đà Phật xem đi chị. Rồi, Di Đà Phật an toàn cho quý vị đó. Quý vị gắn cái niệm Phật tu hành báo ơn gia chủ nha quý vị. Hai vị Đà Phật, Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì gia đình của chị Cai Kim Thấm tại quận 8 phát tâm Bồ Đề giải cứu cho quý vị. Quý vị gán bò đi chỗ khác nha. Để gãi điều điều ra để người ta bắt chị. Hay gì đó Phật nhảy đi quý vị. Gán niệm Phật tu hành làm Phật Bồ Tát quay lại cứu độ chúng sanh báo ân gia chủ. Hay gì đó Phật. Nay gia chủ không tiếc tiền để giải cứu cho quý vị công đức vô lượng. Cầu cho gia đạo của gia đình chị Ca Kim Thấm bình an, vạn sự như ý, tâm nghĩ sự thành. Hay gì đó Phật. Mọi người cũng học tập tốt tấm gương của gia đình chị. Phát tâm Bồ Đề. Mình thả những cái lòi này nè cả nhà, thì ếch và rắn và ốc thì thả vô cỏ cả nhà, để bơi giữa dòng sông dễ bị đuối chân cả nhà. Bữa nay gặp đúng nhân viên thời tiết thì mấy vị này được cái chỗ thả cái lý tưởng cả nhà. Ai gì đẹp Phật. Rồi nghỉ hết mệt quý vị đi, tranh thủ đi nha quý vị. Ai gì đẹp Phật. Rồi chị có muốn chia sẻ gì với gia đình của mình, người thân mình không? Rồi chúc chị gia đình nhiều sức khỏe nha, mẹ tròn con vuông nha, tâm nghĩ sẽ thành. Ai gì đẹp Phật. Quên đem cái nước cho chị với bà nội rửa tay này cả nhà.
Dạ A Di Đà Phật, hôm nay chị giật mạnh lên cái là nó búng ra A Di Đà Phật. Dạ hôm nay đầy đủ nhân viên thì gia đình của chị Ca Kim Thắm có phát Bồ Đề Tâm, mở lòng từ bi giải cứu cho các vị. Các vị được giải thoát thì mong đến với gia chủ nha, tranh thủ đi với gia chủ quay lại báo đáp thân nợ thăm ơn nha cả nhà. A Di Đà Phật. Ngồi xuống cho nó an toàn chứ chị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và mấy vị đi làm Phật Bồ Tát quay lại ta bà báo ơn cho gia đình của chị Ca Kim Thắm nha. Gia chủ bỏ tiền ra chuộc màng cho quý vị á, A Di Đà Phật. Cầu tất cả Phật Bồ Tát mười phương gia hộ gia đình chị mẹ tròn con vuông, tâm nghĩ sự thành. A Di Đà Phật. Muốn chia sẻ hào hứng gì cho ai không ạ? Cầu cho hồi hướng cho ba chị đã mất. Dạ. Yeah. Mẹ chị được khỏe mạnh. Dạ. Yeah. Em bé sinh ra được khỏe mạnh. À, mẹ chồng con vuông ha. Dạ, yeah, chị cảm ơn. À, em cảm ơn gia đình của chị đã không tiếc tiền của để chuộc màng chúng sanh. Cảm ơn rất nhiều. Chúc cho gia đình chị tâm nghĩ sẽ thành, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Bò ra hết rồi cả nhà. A Di Đà Phật. Rồi thôi mình đi về bà nội ơi. A Di Đà Phật. Vừa ha. Bây giờ mình chào tạm biệt chị Thắm, mình đi về vậy này ha. A Di Đà Phật.